Chào anh em, lại có hàng khủng của dòng Onkyo về phục vụ các bác đây. Tuần trước thì tôi đã có một con giống hệt như này, nhưng con đấy tôi bán giá 5,5 triệu. Nhưng con này đẹp hơn, vẫn cùng một mã, bán giá 6 triệu đồng anh em nhé. Onkyo 817XG đánh AB cộng B. Mặt tiền nó thiết kế khá đẹp. Và đây là một trong những bơm đi gấu khủng của dòng Onkyo. Rất nặng, đặc chắc, 8 con sò than, nguồn rất to, chỉnh bát chép đầy đủ. Và đặc biệt cái dòng này thì nó có cả chức năng power dề. Tôi đang chạy với chức năng bình thường thì vặn ở chế độ tone, còn vặn direct không có tác dụng. Nếu anh em muốn làm power dề thì vặn sang bên này. Đường tín hiệu đang chạy vào đường CD. Một con đơm đi gấu khỏe, anh em hoàn toàn có thể ghép vang vào những đôi loa nghe nhạc hoặc là loa karaoke của Nhật, của Mỹ để hát karaoke nếu mà không nghe nhạc. Góc cạnh đẹp, quay mặt sau. 817XG 200W điện 100V. Số series con này khá đẹp luôn. Nếu bác nào sinh năm 1968 vào ngày mùng 1 vào tháng 1 năm ngày mùng 10, chắc tìm cái bác đấy chắc khó hơn đánh xổ số. Nghĩa là ngày mùng 10 này, tháng 1 năm 1968. Có bác nào sinh ngày đó không? Chức năng cao dề ở đây. Đi nào đây. 817XG 6 triệu Việt Nam đồng. Tôi sẽ mở nắp ra để anh em có thể theo dõi được bên trong. Đặc biệt cái bộ đi này nó rất khỏe và anh em có thể chơi được rất nhiều loa to. Nếu các bác đấu hai đôi bát 20, 30 vào thì càng phê. Nó sẽ trở về mức trở kháng là 4 ohm. Với những đôi loa to như thế này vào con đi này nó là chuyện nhỏ luôn. Nội thất bên trong rất mới anh em nhé. Nó vỉ, nó làm màu trắng chữ xanh, tản nhiệt như bức tường bằng thép. Và đây là nguồn rất to luôn, hai tụ lọc cao, 8 con sò than xanh đen. Rất giống với sò kiểu nhỏ nhỏ, giống của dòng Sansui 607. Nó bằng kiểu đầu ngón tay ấy. Nguồn này siêu to này anh em. Nặng, nó nặng là một phần do cái nguồn này và cái tản nhiệt. Tôi sẽ mở to hơn để anh em có thể nghe rõ. Xin nhắc lại giá 6 triệu và nó là giá tại cửa hàng, không bao ship anh em nhé. Nó khỏe, nên chất âm nó rất dày dặn. Loa trái, loa phải. Đây là nắp tre anh em nhé. Nắp tre đây. Trông nó rất dày dặn và trường cái sản phẩm. Các bác có điều kiện đấu hai đôi to như này vào nghe càng hay, bởi vì những mẫu đi khủng này càng loa to nó càng khai thác giá chất. Con đơm ly này như lúc nãy tôi đã nói, nó có số series rất đẹp như kiểu ngày tháng năm sinh. Bác nào mà có cái ngày đó thì đúng là dạng như kiểu mua trúng xổ số luôn. Nhưng mà rắc không thể tìm được bác nào
có cái số năm sinh đấy mà lại thích con này, rất khó điều đó. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.